Một lời chia tay trong tiếc nuối với Olympic Tokyo khi đoàn thể thao Việt Nam đã không thể giành được tấm huy chương nào. 26 thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam cộng thêm với 2 trọng tài đã lên đường về nước. Chuyến bay cất cánh lúc 18 giờ ở sân bay Narita nên cả đoàn đã phải di chuyển ra từ khá sớm. Hơn 2 tuần tại Tokyo, nhiều vận động viên đã rất nhớ nhà. Hiện tại cảm xúc em rất là vui mừng và mong chờ sẽ được trở về Việt Nam mình. Tại vì thời gian mình ở bên Nhật là tập luyện và thi đấu kết thúc cũng khá là lâu rồi. Và nhiệm vụ mình cũng coi như đã hoàn thành, hiện tại mình đang rất mong muốn trở về nhà. Tại Olympic Tokyo, nhiều vận động viên cũng đã tạo ra được những dấu ấn trong lần đầu tham dự. Dù vẫn còn những tiếc nuối, nhưng với những vận động viên trẻ này, họ vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu và trở lại mạnh mẽ hơn. Khi mà về thì mình rất là vui, tức là khi mà mình thi đấu, nói chung là mục tiêu của mình đặt ra thì vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà em phải cố gắng để lần sau có thể là mình sẽ cố gắng mà thì đại hội tiếp theo sẽ là vượt qua được chính mình, cố gắng mà mang nhiều thành tích về cho thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Cả đoàn sẽ phải mặc đồ bảo hộ để di chuyển về khách sạn tại Hàng Bồng để cách ly 7 ngày theo quy định mới do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.